Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù thua lỗ, VinFast vẫn lên kế hoạch mở thêm nhà máy ở Ấn Độ và Indonesia. Ngày 30 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho biết VinFast đang dự định mở nhà máy ở Ấn Độ. Theo đó, hãng xe điện Việt Nam VinFast đang cân nhắc mở nhà máy sản xuất ở Ấn Độ. Một tờ báo quốc tế dẫn nguồn từ những người nắm rõ vấn đề cho biết nhà máy này có thể ở bang Tamil Nadu hay bang Gujarat. Các nguồn tin này cho biết các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn sơ bộ, nhưng VinFast rất háo hức xây dựng cơ sở ở Ấn Độ và khoản đầu tư dự kiến sẽ rất lớn. Tuy nhiên, nguồn tin này nói vẫn chưa rõ liệu VinFast tính sản xuất ở Ấn Độ để xuất khẩu hay chỉ để phục vụ thị trường nội địa của Ấn Độ. VOA cho biết tháng trước VinFast đã trở thành hãng xe hơi có vốn hóa thị trường lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Tesla và Toyota giá trị của họ đã lên đến 191 tỷ đô la Mỹ khi mà cổ phiếu của họ tăng gấp 7 lần chỉ vài ngày sau khi niêm yết trên sàn Nasdaq, hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, cổ phiếu VinFast sau đó đã lao dốc và giá trị vốn hóa thị trường hiện tại chỉ còn 25,7 tỷ đô la. Kể từ khi thành lập, hoạt động kinh doanh của VinFast luôn thua lỗ khủng, dù tham vọng rất lớn. VOA dẫn thông báo kết quả kinh doanh quý 2 của VinFast được công bố hôm 28 tháng 9 cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo bắt đầu vào năm 2024, họ có kế hoạch triển khai mạng lưới đại lý tại các cụm thị trường mới, bao gồm Ấn Độ. VOA so sánh VinFast với các đối thủ Tesla và Toyota. Theo đó, VinFast dự kiến đạt doanh số từ 40.000 đến 50.000 xe trong năm nay. Nhưng thực tế, từ đầu năm đến nay chỉ mới bán được hơn 11.000 chiếc. Trong khi đó, Tesla dự kiến bán 1,8 triệu xe và Toyota dự kiến bán 1,5 triệu xe mỗi năm từ nay cho đến 2026. Theo VOA, hãng tin quốc tế dẫn lời các nhà phân tích cho biết mặc dù VinFast không có giá trị thương hiệu như Tesla, nhưng xe điện của họ được coi là lựa chọn thay thế giá rẻ cho Tesla và dự kiến sẽ có danh tiếng tích cực tại thị trường Ấn Độ vì giá cả phải chăng. Ông Ashwin Ambedkar, nhà phân tích ô tô tại Canalys, cho biết Ấn Độ là thị trường trọng điểm cho tham vọng toàn cầu của VinFast. Tuy nhiên, VinFast nhiều khả năng sẽ vấp phải sự cạnh tranh gây gắt từ đối thủ Trung Quốc BYD. Ở thị trường Ấn Độ, VinFast có thể nổi lên như một đối thủ đáng gồm, nhưng có thể sẽ phải vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ BYD. Ông Soman Mandan, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nói BYD đã vượt qua cả VinFast và Tesla để giành vị trí dẫn đầu thị trường xe điện tại Đông Nam Á. Thị trường Đông Nam Á vốn nhạy cảm về giá, tương đồng với sự hoạt động của thị trường Ấn Độ. Hình ảnh truyền thông cho hay VinFast dự định xây nhà máy thứ ba tại Indonesia. Tuy nhiên, VinFast có thể có cơ hội tốt trong phân khúc cao cấp, ông nói thêm. Hồi năm 2022, những chiếc xe có giá trên 2 triệu ruby chiếm gần 5% tổng doanh số bán xe và dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030. Ông Mandan cho biết, tốc độ tăng trưởng này mang đến cho VinFast cơ hội giới thiệu các tính năng cao cấp với mức giá cạnh tranh hơn Tesla và các thương hiệu xe xa xỉ khác của châu Âu như Mercedes-Benz, BMW và Audi. Trong khi đó, vào trung tuần tháng 9, truyền thông nhà nước cho hay VinFast có kế hoạch xây nhà máy thứ ba tại Indonesia. Thông tin này được dẫn từ hồ sơ của VinFast gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Theo đó, nhà máy dự định xây ở Indonesia sẽ được đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la, dự kiến sẽ đi vào vận hành từ năm 2026 với công suất từ 30.000 đến 50.000 xe mỗi năm. Indonesia được VinFast lựa chọn vì giàu Niken một nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin, rất cần thiết trong ngành công nghiệp ô tô điện. Indonesia cũng là nơi sở hữu ngành sản xuất pin lớn nhất Đông Nam Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin. Dù thua lỗ, VinFast vẫn lên kế hoạch mở thêm nhà máy ở Ấn Độ và Indonesia. Những gì sẽ diễn ra trong hội nghị trung ương 8 của đảng ngày 29 tháng 9, báo Tiến Dân có bài Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam và những bất ngờ. Tác giả cho biết, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang triệu tập Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Tình nội bộ cho hay, thời gian hội nghị kéo dài 7 ngày, đồng nghĩa với việc có quá nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết trong nội bộ đảng. Trước đó, hội nghị trung ương 7 chỉ họp 2 ngày rưỡi. Ban chấp hành trung ương khóa 13 từ 180 ủy viên sau đại hội hiện chỉ còn 167 ủy viên, đã có 13 ủy viên gãy gánh nửa đường. Trong số đó có hai ủy viên Bộ Chính trị là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Trong số 13 ủy viên gãy cánh có hai ủy viên Trung ương tử vong, 4 ủy viên dính án hình sự tham nhũng, 7 ủy viên bị phế truất. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả bình luận, một ban chấp hành trung ương từng được ca tụng là đội ngũ ưu tú, là tinh hoa của đảng, nay tả tơi như áo vũ cơ hàng mà không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm. Rất nhiều trung ương ủy viên không đăng đàn nhưng ngầm hướng chỉ trích quy trách nhiệm người đứng đầu thuộc về Nguyễn Phú Trọng bởi ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản và trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa 12 và 13, tác giả Mỉa Mai. Đảng lựa chọn đội ngũ của đảng quá xuất sắc, để hôm nay dân tình nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự tinh tú chủ chốt từ địa phương đến cung đình đều là một lũ tham lam vô độ, ăn cướp trắng trợn, gây tội ác trời không dung, đất không tha qua các đại án, việc á, chuyến bay giải cứu vụ AIC vân vân. Tác giả cho biết, hội nghị trung ương 8 sẽ phê chuẩn danh sách quy hoạch nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 14 theo đề cử của các cấp. Hội nghị Trung ương 8 cũng sẽ bầu các trưởng tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Theo tác giả, hội nghị này sẽ bỏ phiếu kỷ luật Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Chiến từng gây ra một vụ bê bối chấn động cả nước qua việc nâng đỡ không trong sáng và có con với hot girl Quỳnh Anh. Trịnh Văn Chiến cũng sơi hàng trăm tỷ đồng qua các dự án, nhận hối lộ khủng từ Trịnh Văn Quyết FLC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Trịnh Văn Chiến hiện đang bị quản thúc, cấm xuất cảnh, dự đoán Chiến sẽ bị khai trừ khỏi đảng, sau đó sẽ bị khởi tố bắt giam. Hình ảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Vẫn theo tác giả, hội nghị lần này cũng sẽ thịt Lê Đức Thọ, đường kiềm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Thọ bị đồng đảng chỉ điểm phanh phui. Ông ta có tiền trong ngân hàng và cổ phiếu lên tới 4.000 tỷ. Tác giả dẫn tên hành lang cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, con trai của tướng Lê Minh Hương, cựu bộ trưởng Bộ Công an. Hưng hiện là chánh văn phòng trung ương đảng và được quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa 14, sẽ nắm thường trực ban bí thư hoặc bộ trưởng Bộ Công an. Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Tinh Bang, nhiệm kỳ 2014-2018, hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự đoán Lê Đức Thọ sẽ bị cắt tất cả các chức vụ trong đảng và về nhà ngồi chơi xơi nước để tiêu tiền. Tác giả kết luận, đảng luôn tự hào về tài cầm quyền của mình. Đảng lúc nào cũng tỏ ra rằng lãnh đạo đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc đổi mới đất nước. Thế nhưng chỉ thấy đội ngũ đảng lãnh đạo ngày càng giàu có, giàu nước đố đổ vách, còn dân đen thì lầm than cơ cực. Nhiều người trong số đó luôn phải đội đơn đi khiếu kiện, kêu an và đòi công lý trong vô vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin những gì sẽ diễn ra trong hội nghị trung ương 8 của đảng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo .d